nói cả cha ông nội nó. Nhưng bản thân những người mà yêu nước chân chính, những người muốn yên bình, muốn hòa bình, muốn con em đi học đến trường thì họ không nghe, chỉ có cái thứ mà dòng họ ông nội ngoại của nó bên đây nghe thôi. Những người ủng hộ tụi nó là những người ông nội ngoại của nó đó. Con ông cháu cháu cô nội gì nó ba đời có tám kiếp ăn tiền của nó mỗi năm nó gửi. Mình thấy ở đây có nhiều người, mình không nói đụng chạm tới ai, mình nói trúng ai thì trúng. Chứ thật sự là ví dụ đặt câu ví dụ đi, mình có một người anh bên nước ngoài mỗi năm gửi cho mình 500 đô, buộc mình phải nói theo một xíu. Trong lòng mình không không thích nói, không phải nói để người ta gửi tiền cho mình ăn nịnh nịnh nữa không. Ở ở Việt Nam mình nó có những cái loại người nịnh 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 mà để cho có miếng ăn. Bản thân mình đó là mình không có thích nịnh ai, nó thật từ từ lúc mình khổ đó nữa mà không có nhà cửa, không có miếng ăn mình cũng chẳng thèm nịnh. Không thèm nịnh, mắc thì phải nịnh, nịnh nó cho ăn, nhưng mà cái kiểu cho giống như bố thí, mắc thì phải nịnh, không thèm nịnh. Công sức mình làm ra mới quý, người ta cho mình được bao nhiêu họ cho, chỉ những cái đồng bạc lẻ họ bố thí thôi, mắc mới gì phải nịnh họ chi. Rồi cứ ngu mới đi nịnh vậy. À, chị cho hỏi là ý kiến của người dân về đặc khu ạ. Dân ở đây là toàn bộ ai cũng thích lên đặc khu, tại vì họ thấy trúng mánh trước mắt là đất mỗi người trong đây, người này cũng nắm 5 tỷ, 3 tỷ, 10 tỷ, có thể người trúng mánh lên mấy chục tỷ, có người mà trúng mánh đến mức độ là tiền trăm tỷ. Ở đây là nhiều người trúng tiền tỷ luôn, kinh khủng. Tiền mà đến nỗi mà ngân hàng ở đây mà đi gửi nó cũng thèm nhận. Nó nhận thì nó nhận lãi suất rất là thấp, hạ thấp kinh khủng luôn. Cái thật sự hả, mà người dân ở đây bữa nay cầm một giỏ sách tiền, bán đất xong cầm một giỏ sách tiền vô ngân hàng này, vô ngân hàng nói em ơi lãi suất ở đây bao nhiêu em, bắt đầu cái ít với không chịu đi ngân hàng khác tìm lãi suất cao gửi tiền nhiều đến mức độ mà phải lựa ngân hàng để gửi. Trúng mánh dân này thích không, dân này trúng mánh lắm. Nhưng mà giờ, trong khi đó ở đây bán chị, trong khi đó là đặc khu vẫn chưa hoạt động mà đã như vậy rồi đó, mà khi hoạt động thì nó cỡ nào. Mẹ ở đây là đất đây là không ở đâu tới mua thì không có, nhưng mà ví dụ như dân ở đây bán mình không biết tiền đâu, bình thường nó không có tiền, mình thấy không tiền nó cắt đâu đâu mình không biết, nhưng mà bình thường bây giờ nó đổ ra nó mua quá trời, dân ở đây mua dân ở đây luôn á, mua lắm luôn á. Yeah. Còn dân ở đâu nó tới nó mua những diện tích lớn là để nó làm một cái khu du lịch sinh thái hay là một cái gì đó thì có. Chứ còn bình thường là thấy đất ở đây bán cho dân đây không mua. Đó. Dân đây bán lại cho dân đây. Đó, thấy không? Để mà nó ngu nó Trung không Quốc cho làm đặc khu á chị, nó lên mạng nó kích động người dân để biểu tình đấy, chị thấy nó khốn nạn không? Tại vì ở đây mình thấy ở đây là địa phương á, là khi mua đất nó phải coi người trong đất nước mình mua, cho người nước ngoài nó không bán. Đó. Mà cái người mua đó phải trích xuất tình giấy tờ hộ khẩu chứng minh nhân dân ở trong nước mình mua đàng hoàng, cho nếu người Bắc đâu có người Trung Quốc đâu có mua được. Ừ. Không cho mua. Dạ đúng rồi. Ừ, không cho mua. Việt Nam họ đâu có bán là... cho người nước ngoài đâu chị. Đúng rồi. Chỉ có người Việt Nam mua thôi. Nhưng mà mình thấy dân đây khá lắm, đây bắt đầu là hồi xưa nó đã khá rồi, trước lên đặt khu rồi nó đã khá rồi chứ mày không, tại đây là ở tài nguyên ở vùng đây rất là nhiều, tại ở đây có mỏ đá nào từ xưa giờ khai thác không hết luôn á, bây giờ vẫn còn khai thác. Yeah. đá nít á, đá dán làm ghế làm bàn, dán đồ lum dán nít á. Yeah. Rồi ở đây là nó có quỳnh đàn là gỗ xưa. Uh-huh. Gỗ xưa đó. À. Rồi bây giờ nó que cái đó rồi nó trúng đủ thứ, rồi nó tới đất, rồi nó nuôi ốc hương, rồi ở đây là trùm về ốc hương mà cũng trùm về tôm hùm luôn. À. Trùm về tôm sú luôn. Cái đó là người đây, ta tự đây nuôi nhiều rồi. Đó, người ta giàu lên là tự nuôi từ tôm từ ốc ấy chứ. Bây giờ ta nuôi con hào, nó giờ ta nuôi đủ thứ. Ở mấy cái đảo ngoài xe ngoài biển xíu ta làm lòng ta nuôi. Năm vừa rồi bẻo 12 nó lớn nó đập tan tành, người ta mất vốn hơi nhiều. Yeah. Nhưng mà những người nuôi thì mất vốn, những người nghèo thì lại khá lên. Yeah. Tại sao nó đập bẻo nó đập bỡ mấy cái lòng ra hết thì tôm cá nó bơi ra ngoài hết. Thì dân thường bình thường mình như mình thì mình mua lưới mình đem đánh lên mình bán lại. Trời. Rất là trúng mánh rất là nhiều. Trời. Đó, thấy không? Chỉ có những người nuôi không thôi đúng không chị?
dân ở đây mà nếu như người này chịu khó làm mà dành dụm là khá lắm luôn á, dư lắm luôn á. Thì bản thân mình cũng đã nói ở bữa trước rồi, mình là con nhà nghèo kiết xác luôn, nghèo đến nỗi mà không có cơm ăn, không có nhà ở, không có áo mặc, không có mền đất. Nhưng mà mình lao động mười mấy năm, bây giờ mình có một đống tiền, có nhà cửa, dù cho không lên đặc khu mình cũng nằm trong cái dạng là không giàu hơn ai, nhưng mình cũng dư ăn dư để, tại vì mình chịu khó làm ăn, mình chịu khó để dành dụm là mình dư thôi, biết cả tính toán là dư thôi. Chỉ có những người khổ ở đây cũng có người khổ chứ mày không, nhưng mà cái khổ của họ là ngày nay là có tivi, có tủ lạnh, có đủ thứ trang thiết bị, chỉ có cái nhà của họ là hơi nhỏ xíu, hoặc là họ không có vốn trong nhà mới gọi là khổ thôi. Thật sự họ bữa nay họ không ăn thịt ăn cái đầy đủ, họ lựa món ngon mà ăn, họ vẫn đi chơi cà phê cà phê là bình thường. Chỉ có ví dụ trong nhà 50 triệu 100 triệu thì không có thôi, đó là nghèo, đó là nhà nghèo. Nhưng mà những người đó là một số ít đó là không có bàn bạc, có một số có nhiều thì nó phần đông, nó là những người mà toàn bài bạc đề đốm hay là chơi bời quá mức cho nên họ mới khổ thôi, chứ bình thường cũng không có khổ lắm. Thấy ở đây nghèo nhưng mà nếu mà đã nghèo mà nhà có tivi, có tủ lạnh, là có máy quạt hay là có xe máy đồ chạy là đâu có phải dạng nghèo nữa. Nghèo là phải kiếm xét nghèo, còn cái này mình thấy cái đầy đủ tiện nghi trong nghèo mình thấy cũng chẳng Không, nghèo, bây giờ chị cái ơi, gì là được. bây giờ là nếu như mà những cái hộ nghèo mà không có xe máy đi á, hoặc là nhà ở mà nó bị hư hỏng là nhà nước người ta tài trợ tiền cho làm mà. Nhà tình nghĩa nó cho, nhưng mà ở đây hình như là không có còn cái nhà nào mà nhà ngựa. Hồi mấy năm trước thì còn một vài cái nhà nước xây chứ bây giờ không còn luôn. Bây giờ họ nhà nước xây thay cho một cái nhà ví dụ nhỏ thôi, nhưng mà dân cũng bỏ tiền làm cho bự lên luôn, Trời ơi, sướng ha. bự lên luôn. Nói chung ở cái khu Nhà, vực như mà ở đây mình thấy là chị thấy ở ở Đồng Nai á, ở Đồng Nai nó cái khu công nghiệp á chị. Trời ơi, dân ở đó người ta bán đất toàn 3 4 tỷ một lô á. thì ở đây thì mình tính là nhà quê, mà của nhà quê mình, nhà quê luôn nha, là 100 m² là giờ mình bán cũng là 1 tỷ rồi. Thì mà ở thị trấn á là một thị trấn 100 m² thì nó giá nó đội lên mấy lần nữa, rồi mặt biển nó đội lên mấy lần nữa, Trời ơi. nên là tính một cái chỗ là 70 80 triệu 1 m², cái chỗ là 60 70 triệu 1 m², cái chỗ 30 triệu 1 m², cái chỗ 5 triệu 7 triệu 5 triệu 4 triệu là cái chỗ là nhà quê, 4 triệu 5 triệu nhà quê, Mà cái chỗ lên chị bảy biết tám không, chục triệu ở các cái nơi khác như ở Gia Lai, nó tiêu cà phê nó trúng mánh, chỉ có không làm thôi chứ còn làm á, họ giàu lắm. mình có dòng họ trên Đắk Lắk, trên Buôn Ma Thuột á, họ giàu lắm, mấy ông cậu giàu ghê lắm. Hồi đó hai vợ chồng ông cậu cũng hai bàn tay trắng lên luôn á, hai bàn tay trắng lên tới nỗi hai vợ chồng mình nằm một cái giường bố không đủ nằm, phải phải nằm nghiêng mới được. Rồi cơm ông mua, ông kể mày, ông kể là xô ông có nấu ăn, ông mua nổi cái xô ăn thì giờ gia đình họ gia đình khác họ nấu ăn xong mới mượn cái xô họ nấu ăn luôn á. Mà sau bên đây bao nhiêu 20 30 năm bên đây giàu kích xù luôn, nhà mà đất mẫu luôn, mà xe hả, xe tải biết bao nhiêu chiếc, nhà có cây xăng, giờ có xe hơi bạc tỷ, nhà con giờ anh ông cậu ông cất cho những đứa con người cái lầu 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 mỗi năm xuống đây ông chơi. Bây giờ mình mua hải sản cho xuống dốc lết nè, lốc lết chơi mình mua, ông giàu lắm luôn. Còn nhà mấy bà dì nó thì nghèo hơn ổng một xíu, nhưng mà nói tiếng nghèo chứ mà nghèo hơn ổng thôi nha, chứ nhà có xe hơi, nhà có đất mẫu cà phê tiêu đồ đầy đủ hết luôn. Ở đây thì Thấy ở ở khu vực Gia Lai em ở thì tới 40% dân số có xe hơi rồi, còn xe máy là đi xe tay ga, đi xe 40 50 triệu trước chứ không đi xe tầm thường đâu chị. Điện thoại họ cũng xài toàn iPhone trở lên hoặc là những cái điện thoại đời mới á, điện thoại thông minh nhá. ở đây là dân ở đây theo ở tỉnh Khánh Hòa, mà ở thành phố Nha Trang thì họ quá giàu là mình không nói nha, ở thành phố thì nó quá giàu mình không nói, còn ở đây là một cái huyện của cái tỉnh đó thôi, nhưng mà nó là thị trấn, nó còn thị trấn, nó chưa lên thị xã luôn. Nhưng mà do đường thì vẫn còn nhỏ, xe hơi cũng có nhưng mà ít, đường còn nhỏ, nếu mà ai cũng người dân ăn mua xe hơi kẹt đường luôn, không có đường đi luôn. Nhưng mà họ đa số người dân bây giờ 10 người cũng đi học bằng lái hết 5 7 người rồi, tại vì họ có tiền nhưng mà đường xá gì cũng chưa mua, cũng bất tiện. Rồi tương lai 5 3 năm nữa nó mua hết trơn, đầy đường Đúng rồi, cái bên đây nó phóng dễ sợ luôn, đây ba chuẩn bị phóng phóng đường ghê lắm, bên đây nó phóng đường tại vì dân đi giàu rồi buộc nó mua xe hơi rồi, với lại người ta mở khu công nghiệp mà những nhà đầu tư nó vô buộc là dân rồi nó đổ về đây nó làm thì buộc phải phóng đường cho người ta đi, phóng đường phóng rộng đường dữ ra. dằn, bên đây nó phóng đường rộng lắm luôn. Đường có thể một con đường nhỏ không phải đường chính luôn mà nó 20 mấy 30 thước, Trời ơi. lớn lắm luôn. Con đường bình thường ở nhà quê 3 thước giờ nó phóng thành 9 thước, Trời ơi. giờ nó lên quy hoạch hết trơn luôn. Ở chỗ nhà em thì đường ở chỗ nhà em thì nó cũng thế. Cây cối nó trồng xanh đẹp lắm chị.
Lúc nào em ra em quay cho mọi người xem. Đường quốc lộ cũng ở đây thích lắm luôn, ở đây thích luôn lắm luôn, không biết họ chỉ mở họ nói xem mình không hiểu nha, đây thích, tại vì mình về đây mình từ nhỏ mình lớn lên ở đây, từ lớn đây đây thì mười lúc đó mười 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 bảy mười chín tuổi mình vô Sài Gòn mình làm thuê rồi mướn ở trong đó rồi, thì 15 năm mình mới về lại đây mấy năm, được 5-7 năm mình thích sống ở đây hơn trong Sài Gòn luôn. Yeah. Ở Sài Gòn nó có những món ăn ngon hơn, phong phú hơn ở đây, mình thích nó ăn ăn uống nó, nhưng mà ở đó thì đương nhiên cái phương tiện của ví dụ ca nhạc gặp ca sĩ nổi tiếng rồi thì nó buộc nó phải hơn ở đây. Đúng rồi, ở đó nó có những cái khu vui chơi nó phải nổi tiếng, những cái tham quan nó phải nhiều hơn ở đây, thì mình thích ở đó cái vụ đó thôi. Thật sự nếu mà sống ở đó thì làm sao bằng ở đây. Ở đây nó không ồn ào và tiếng xe khói bụi nè, mà rau củ rất là rẻ. Bây giờ chiều bưng cái rổ ra về vườn họ hái mớ rau bụng bé cái đó, rau muống rồi là ăn vô tư không cần mua luôn. Cái người làm biếng nó không thèm, mà nó không thèm hái sáng đó. Nó mua 3.000 rau nấu đủ nồi canh rồi. Dạ. Yeah. Nhà mình xung quanh toàn là rau không? Gà cá rồi gà cũng tự nuôi rồi làm thịt ăn tươi sống ngon phải không chị? Chứ đâu phải như. Dạ chị tới đây người ta tự nuôi ăn nuôi. Đâu có thịt Trung Quốc Trung Quốc gì đâu, không có đâu. Suốt đời không động đến công an, chả thấy ông công an ông nhìn thấy mình ở đâu. Công an cũng có, nhưng mà mấy ổng thì chỉ mấy cái thằng say rượu nó quậy, nó quọ đâu về đường, nó chạy xe, nó quẹt rồi thì ông thôi, chứ bình thường dân cũng, ví dụ dân mà ví dụ họ không hiểu biết thì cãi lộn với đồ thì cãi thì thôi, cũng không ai kêu công an đâu, ví dụ như lâu lâu cũng có người cãi chứ. Yeah. Nhưng mà xóm làng đồ ví dụ có nhiều người không biết thì mời mời vậy thôi, chứ cũng không có làm phiền tới công an nhiều. Thì ý là mình không có cái gì là tội ấy, thì không mắc tội gì thì công an ai người ta dò đến mình, do mình có công tội an thì công an nó thì mình đâu có làm gì sai đâu mà sợ công an. Ví dụ có những cái điều gì mình không biết thì mình lên mà hỏi công an, nó chỉ cho mình làm thôi. Yeah. Còn nếu như những cái chuyện gì mình không hiểu nữa thì mình hỏi công an nó chỉ là mình, ví dụ mình làm một cái hộ khẩu hay một cái gì đó là nó chỉ là không cần, không công an nó không có, không dám làm gì mình đâu. Công an á mình ở đây nó rất là hiền, mình cũng đã hiểu là giao thông mình thấy là nó hiền, đúng rồi, ra đường dân nó chửi công an như xíu, nhưng mà dân công an đâu có dám đụng tới, tại họ thương dân mà. Là nữ công an cũng vậy thôi, công an ở ở trong xã cũng vậy thôi, nó không có dám đụng tới dân đâu, nó không dám ăn hiếp dân như bà quen nó nói đâu. Bà quen nó xuyên tạc, dân nó chửi xí mẹ luôn. Ba quen nó xuyên tạc, dân nó chửi xí mẹ luôn. Động đến thì dân nó cũng... Tại vì mình nói cho cái bọn ba quen nghe nè, mình nói là dân cộng sản bên đây họ dư ăn dư để rồi, ngày nay nó họ rất là dư ăn dư để luôn, họ rất là khôn lên, mà trình độ trí thức của họ cũng nâng cao rất là nhiều. Có thể lớp trước kia thì lớp 40 mấy tuổi có thể học trình độ học của họ là không bằng lớp bây giờ. Đàn em của hay đàn con của lớp 40 mấy tuổi họ bây giờ đạt cao đại học cao đẳng nữa là họ khôn lắm, trình độ văn hóa họ nâng dần lên, họ biết hết á. Sách báo đài bây giờ nhà này cũng có mạng hết đó. Ở đây nhà quê nhà này cũng có mạng hết đó. Lên Google tôi bấm tôi khôn lắm. Ở trên nên bây giờ không ai dám bắt chẹt ai đâu. Dân cũng dám bắt chẹt ai, mà công an cũng dám bắt chẹt đâu. Tôi nói cho ba quen nghe như vậy, phải hiểu rõ một điều vậy. Dân bên đây rất là sướng, sướng lắm luôn á. Mình làm á, ví dụ như bản thân mình làm, mình thu nhập một tháng mình lên kể 20 triệu, nhưng mình không có đóng thuế ngàn nào. Tại vì sao? Cái ngành của mình làm đó là nó nhà nước không quản lý được. Đúng rồi. Nó thế được. 20-30 triệu mà mình không có đăng ký giấy phép kinh doanh thì mình đâu có phải đóng thuế chị, còn thuế thu nhập mình đâu có mở cửa hàng, mình đâu có mở cửa hàng mà đâu đỡ bảng đâu rồi chứ đâu đó, đâu phải đóng thuế gì đâu. Nhưng mà bọn ba que xỏ lá nó cứ ngồi nó tính đi mua cái này ở chỗ kia phải đóng thuế. Chị ra chị mua rau chị có đóng thuế không, chị ra chị mua thịt ở chợ chị có phải đóng thuế không đó. À, cái lũ nó ngu nó vậy. Như mình nói là ngày xưa mình cũng giải thích cho em mình biết rồi, ngày xưa đất nước mình chiến tranh mới qua cho nên rất là nghèo, nhà nước phát ruộng cho mình làm mà mình đóng thuế hết trơn, mình dư không có nhiều quá là tại đất nước mình còn rất là nghèo, họ lấy cái thuế đó để họ dùng vào một cái việc là trường học hay là đường xé đồ. Chứ ngày nay cộng sản mình quốc gia đất nước của mình nó khé rồi cho nên là ruộng nó không đóng thuế nữa, mình làm có nhiều mình ăn nhiều chứ mình không đóng thuế nữa. Yeah. Đó là điều thứ nhất. Thì thứ hai, ngày xưa mình khổ đường lầy lội đất két sình bùn mình đi mình mệt mỏi, nhưng ngày nay là nhà nước họ làm bê tông hết trơn rồi, mình làm mình đi chạy khỏe lắm, sướng lắm luôn á, phải ru và rù luôn á. Đó là hai cái là mình ghi nhận. Ngày xưa nhà nước không có cho vay hộ nghèo, vay rất là nhiều tiền, mà không cho vay. Ngày nay họ nhà họ cho vay mình rất là nhiều tiền mà lãi suất không có, hình như là thấp đến mức độ như không có lãi suất luôn á, mà họ cho trả dần 5-7 năm như vậy.
có nhiều lúc có những người không rẻ luôn, nhà nước cũng chẳng có làm gì luôn á, họ không rẻ thì không có làm gì luôn, thì sau này không cho họ vay nữa, những nào ngon thì cho vay nữa, còn những nào không vay thì họ, có những người không rẻ họ luôn, không thể cho nhà nước cũng không có làm gì luôn á, không có làm một cái điều động thái gì luôn, chỉ không cho người đó vay nữa thôi à, chứ mà nhà nước cho vay 5-70 triệu mọi người, bữa nay người ta khá lắm lắm luôn á. Thì đó, tại nhà nước biết biết, tại mình biết nhà nước lo cho dân những cái điều đó, tại vì điện đường này cũng có rồi. À, ở đây ở địa phương mình ở đâu mình không biết, mình chỉ nói ở địa phương mình thôi nha. À, nhà học sinh nó học mình, đầu tiên mình đóng tiền vô, nhưng mà 3 tháng mình nhà nước hỗ trợ, mình không biết tiền đó ủng hộ từ đâu, mình nghe nước ngoài mà không biết phải hay không, chứ mình không biết là đúng hay sai. 3 tháng là nhà nước nó cho tiền lại, mình lãnh lại, nó hoàn trả lại. Còn người nghèo nha, nếu mà nằm trong danh sách người nghèo, 3 tháng nó cho tiền điện, nó trả tiền điện lại luôn. À, mình đóng tiền điện cho mẹ mình, mẹ mình là hộ nghèo neo đơn ở một mình thôi, bà ở mình sẽ nằm trong hộ nghèo không ai nuôi á, thì hộ nghèo mà mỗi tháng mình đóng cho bà chỉ có 2 mấy ngàn tiền điện, 3 tháng chỉ có là 7 mấy ngàn thôi, nhưng nhà nước 3 tháng là nó cho lại 200-300 ngàn tiền điện đó, thấy không? Tại nói chung là tết lễ rồi hả, chị nói đi. Tết lễ rồi họ cũng quan tâm như người nghèo lắm chứ. Như vừa rồi á, nhìn vừa rồi nha, là bão 12 nó tàn phá dữ dội lắm mà người nghèo họ cho rất là nhiều, toàn là người nghèo không, lúc nào người nghèo lãnh đến nỗi mà người dân bực luôn mà, người dân kinh, còn người dân le lối vô lộn sao cứ cho người nghèo không, tại nhà nước cho quan tâm đến người nghèo ghê lắm luôn, toàn là người nghèo, cái gì đưa ra ai tới ủng hộ là người nghèo đầu tiên. Yeah. Người nghèo đến nỗi mà bạn biết không, người nghèo lãnh gạo đến nỗi mà ăn hết rồi bán sắm cả chỉ vàng. Ôi trời ơi, sướng dữ rồi trời. Mấy người nghèo của mình, có những người nghèo lãnh gạo đến nỗi mà phải mướn xích lô chở, hay ba gác chở về, chứ người ta chở không hết, lãnh lận tại mấy gạo mỗi lần một lần. Trời. Phải tính đầu người mỗi người là 15-20 cái gạo, mà nhà ta 5-7 người phải lãnh cái tệ gạo chở gì chứ, trẻ chở không nổi. Trời đất ơi, đó thấy không? Nó lo cho người ở đây, tao lo cho người. Ở chỗ nhà em thì bây giờ không còn hộ nghèo rồi. Ở Gia Lai bây giờ không còn hộ nghèo rồi. Dân tộc bây giờ nó cũng mua xe tay ga nó đi là chỉ có đi xe số và dãy và nương thôi, chứ còn nó đi xe tay ga hết chị ơi. Nó ra thị trấn nó đi xe tay ga. Mình nói họ nghèo ở đây nha, là họ nghèo, để mình nói rồi, nghèo thì nghèo, nhưng mà thật sự theo như mình thấy gì cũng nghèo mà cũng ngon, tại nhà có tivi, có tủ lạnh, có xe máy, đều có nhà thì có tay ga, nhưng mà có nhà thì mua Suzuki 20-30 triệu chiếc xe cũng gọi ngon rồi. Yeah. Nghèo mà có xe 20-30 triệu chiếc cũng ngon rồi. Mà nhà đầy đủ tiện nghi. Mà thích ăn thì ăn, mà thích chơi thì chơi, thích ngủ ngủ, thích làm thích nghỉ nghỉ, không ai bắt mình làm gì hết á. Làm ngày nghỉ 2-3 ngày cũng chẳng có sao, mà cũng chẳng có đói luôn. Ngày nay làm ngày nghỉ 2-3 ngày cũng không đói luôn, tại ngày làm ngày 200-300 ngàn, mình 200-300 ngàn ở đây nếu mà ăn không gạo thì 10 ngàn ký kém mua 20 ngàn, một ngày ăn có 30 ngàn, ăn có thì 200 ngàn được mấy ngày nữa, làm ngày nghỉ 3 ngày cũng chẳng đói luôn, có thiệt gì sướng. Mình bữa nay đi phụ hồ thôi mà ngày 200 mấy rồi. Dạ. 200 mấy mà ăn, nếu mà ăn 2 chồng tiện, ăn ngày chừng 40-50 ngàn cũng đủ luôn. Mà em nói với chị ở chỗ nhà em nha, người dân tộc mà người ta đi mà đi làm á, mà chơi thôi á, còn nếu mà người nào mà dễ nó còn làm á, người nào mà khó kêu lần sau nó còn không làm cho á. À, trong đây có cái thằng Hồng Phạm nó mời tôi lên kêu gọi đồng bào đi biểu tình nhí. À, cái biểu tình ông nội ông với ông già, tôi thấy bắt tóc ông bạc, tôi vô nickname ông thấy tóc ông bạc mà đi biểu tình. Chào em. Đi biểu tình cái gì? Có làm gì biểu tình? Biểu tình để làm cái gì? Ông kêu ông bè, ông giải nhà ông, con cháu nhà ông đi biểu tình đi. Trong chỗ cụi đi biểu tình đi, đừng có kêu người dân đi. Ông ngon thì ông kêu mấy người đó đi. Vừa rồi xử một đám người mười mấy 20 năm tù đó, ông kêu dòng họ ông đi ở tù chết bà ông luôn đi. Ăn rảnh đi tù, ngu. Những cái thứ mà muốn đi biểu tình là những cái thứ muốn ăn bám nhà nước, không muốn làm ra tiền để nuôi bản thân. Muốn ăn bám nhà nước vô, ngồi hôm đó nhà nước bưng cơm, bưng nước vô ăn, là thứ đó thứ ăn bám, thứ là bất tài vô dụng, muốn vô nhà nước nuôi mới đi biểu tình. Tay cái chân làm ăn đi biểu tình, cho nó bắt vô cho nhà nước nuôi, muốn ăn bám nhà nước, nhọc, chặt tay chặt chân đi, nhà nước nuôi cho. Hồng Phạm bị não bị phẳng rồi chị. Mình nói nó khùng khùng, kệ mình, không bao giờ mình nổi nóng mấy thằng đó, mình chỉ nói cho nó nghe thôi, mình nổi nóng làm gì mà điều mình nói cho nó nghe vậy thôi. Mấy thằng đó mà giờ đục đầu nó đổ cức vô, nó chưa có biết nữa, mấy thằng đó thôi hết thuốc chữa, không còn thuốc để chữa. Mấy thằng này phải đục cái đầu nó ra, xong lấy cái não ra, xong đổ cức, xong ập cái não nó lại, biết gì, mấy thằng đó biết gì đâu, ngu với mẹ không. Bụng thì biết là Việt Nam sướng, biết Việt Nam thoải mái về đầu óc tinh thần,
nhưng mà cái mồm lúc nào cũng nói nghèo khổ dốt nét rồi cái kia, là cái bụng thừa nhận trong đó mình chắc chắn 100% 100 dân chủ cội bên nước ngoài bụng lúc nào cũng thừa nhận là Việt Nam sướng rồi đó. Đồng ý cái khổ của Mỹ làm sao mà so với Mỹ, không thể là so với Mỹ được. Mỹ có lịch sử bao nhiêu năm, nó hòa bình bao nhiêu năm, còn Việt Nam làm sao mà so với Mỹ, không thể so với Mỹ. Nhưng mà thật sự người dân rất là thoải mái, sống rất là thoải mái, nó thiệt. Ở Mỹ cái luật nó làm nó căng lắm, nó không phải như ở Việt Nam đâu. Cái luật của Mỹ á, nó làm cho người dân Mỹ đến nghẹt thở luôn ấy. Em nói với chị, bây giờ chị chạy cái xe tải thôi mà nếu giả sử như mà chị đăng ký, chị chạy trong vòng bao nhiêu giờ chị phải chạy hết giờ. Mà ví dụ như mà khi mà chị chạy về gần đến nhà rồi, chỉ còn có 20 phút nữa là về đến nhà, nhưng mà chị hết giờ chạy rồi chị không có được chạy nữa, chị phải ngừng lại. Đó. Cái đó có phải là nó làm bất tiện cho cái người ta có xe không? À, cái đó là một điều nha. Còn điều nữa là mình thấy nó mất tiền ở chỗ này. Ví dụ như ở Việt Nam mình người nghèo á, mà họ chết đi đúng không, họ có quyền chôn ở đâu họ chôn. À, ví dụ ở đó nó là cái nghĩa địa đẹp sang cảnh xíu thì mình vô mình mua cái lỗ chôn có 6 triệu thôi. Ở đây nè, ở đây cái 6 triệu thôi. Còn mình không có tiền mua 6 triệu thì nhưng không thích mua 6 triệu thì ra cái chỗ mà của nhà nước chôn có đóng ngàn nào, mình ra chỉ cần có cái lỗ là trống trống là phép mình chôn thôi. Mình chôn vĩnh viễn cũng chẳng ai bóc mộ, mà cũng bên Mỹ phải mua 50 năm hay là 20 năm hay 10 năm, nếu mà tới ngày đó không có tiền mua nữa nó bóc nó quăng lên. Đó, thấy chưa? Bóc nó quăng lên. Đó, mất tiền không? Rồi ở đây nha, ở Việt Nam mình người nghèo một kệ chứ, một năm bảo hiểm y tế chỉ mua có 500-600 ngàn thôi. Nhưng mà cái bảo hiểm y tế rất là ngon, khi mà bệnh mà vô bệnh viện là nhà nước nó cho hết 80% rồi. Nếu mà hộ nghèo nó cho 100% luôn á. À, rồi ở trong bệnh viện nó có chỗ cho cơm từ thiện ăn đó, cháo từ thiện ăn, nó có cho nước uống, nó có cho cơm ăn. Mà ở người Việt Nam mình nó sự vô bệnh viện họ thương nhau luôn, cái đó ví dụ giúp đỡ thôi, giúp đỡ vô lắm luôn, giúp đỡ luôn, họ không phải như ở nước ngoài rồi nhà ai nấy ở đâu. Việt Nam á, ở bên đây qua nhà bên kia chơi, nhà chị có gì ăn không cho em miếng cho con em nó ăn, chiều nay nhà em có canh xin được, bên Mỹ xin được. Bên Mỹ từ sáng đến tối còn chưa nhìn thấy nhau, có khi mấy năm trời cũng chả được gặp nhau. À, mình có anh hai chị hai con bác ruột ở bên đó, ổng nói sáng sớm thì sớm gì nấu cơm xong bỏ trong cà mên sắp đi. Ồ. Sắp đi mà ăn lên xe rồi uống lên xe rồi tranh thủ ghê luôn, mà chết luôn bệnh về Việt Nam mà khóc kể luôn. Mình Việt Nam như Tết mình còn lì xì cho con cháu mình 50-100 ngàn, ổng về Việt Nam ổng dám lì xì luôn. Tại ông qua đó ông khổ quá, ông gì ông thấy đồng tiền nó quý, ông không lì xì được ngàn nào luôn. Trời ơi. Việt Nam mà mình cũng lì Tết, cũng lì xì nước 100-200 ngàn vậy, bình thường ông về không lì xì luôn. Tại ông khổ quá, tiền đâu ông lì xì, mà ở bên đó ông mới mua cái nhà đó mà ông trả góp, ông có tiền trả góp nữa, có đâu ông gì đi, ông cho người này người kia. Trời ơi. Mà em nghe mấy người bạn ở Mỹ nói là bây giờ sau này già là họ về Việt Nam họ sống hết á, họ không sống ở Mỹ đâu. Quê sống hết, gì nên sống hết. Ông anh con bác mình gì tính sau này gì hết. Bây giờ cứ ông đi qua đó khổ quá, nhưng 1-2 năm ông vẫn, 1 năm ông về đi 1 lần, 2 năm về đi 1 lần, ông chơi cho để ông về, ông nói bên đây sướng như thần tiên. Rồi mình có bạn bên đó luôn, nó cũng về đây, nó bạn học bên đó, nó ở sát nhà luôn, nó cũng về, ở tất cả người nào cũng muốn về đi ở. Điều họ về đây có cái là họ ít không muốn cái là chứ là người Việt Nam mình về là có quà cáp cho dòng họ anh em, họ về họ cho người kia 100-200 đô nhiều quá, họ tốn tiền quá thì họ ngại cái đó, ít muốn về xíu chứ thật sự họ rất là muốn về. Nếu người nào mà có tiền họ muốn về đây đó, phát cho người 50 đô, 100 đô, 200 đô, tại dòng họ phía nội phía ngoại rồi còn thì là phía chồng phía vợ rất là nhiều, tại họ về thì không có nhiều tiền ăn chơi nhiều tiền, mà cái tiền quà rất là nhiều họ, thì họ rất ngại lâu lâu về lần, chứ còn bình thường họ rất thích về. Chứ sống ở đất Mỹ mà già một chút á, là phải vào trại dưỡng lão á, chứ ở nhà con cái nó tại vì ở Mỹ là bắt đầu 18 tuổi nó đã buông rồi, nó không ở với cha mẹ rồi, khi lúc thì nó ra nó lớn rồi, nó ra nó đi làm, nó suốt ngày nó đi làm, nó có ở nhà đâu. Nhiều khi hai ông bà già nhà nhục lắm, mà ngu mà khổ lắm, mà tủi thân lắm. À, mình có coi của cái anh gì, cái Phúc ảnh tên gì đây, mà ảnh làm cái phóng sự người già bên Mỹ á, biết không, người già bên Mỹ rồi công việc bên Mỹ rồi ăn xin bên Mỹ. Ảnh làm cái Facebook đó, mình coi hoài gì, ảnh nói là những người già bên Mỹ quê chẳng quê chỉ là làm giữ nhà cho con cái, làm ô xin cho con cái, chứ thật sự rất là khổ cực mà buồn vẻ luôn. Ảnh là người Việt Nam bên Mỹ quê lâu rồi, nhưng mà ảnh làm phóng sự cho mình coi rất là nhiều. Rồi ảnh thấy ảnh phóng sự cho người đi xin người
homeless ngoài đường ngủ như thế nào, anh làm rất là nhiều clip, mình coi nhiều mình cũng hiểu được chút nào ở đó. Mình hiểu rồi, chứ không phải là không hiểu, nhưng mình coi thêm, mình hiểu thêm. Rồi anh nói là cái chế độ bảo hiểm bên đó nó cao rồi thế kia, là có nhiều người muốn nổi khổ. Rồi anh nói nhiều mình cũng hiểu được nhiều lắm chứ. Nhưng mà cái thằng Hồng Phạm đó, nó mới nói là vì Việt Nam gái đẹp nhiều. Thì đúng rồi, ở đâu cũng có gái đẹp, bên Mỹ cũng có, gì Việt Nam chẳng lẽ không có gái đẹp, chẳng lẽ cái xấu không. Nhưng mà gái đẹp thì cũng có một xã hội, để nói xã hội thì có nó có nhiều tầng lớp khác nhau. Phụ nữ hư, một phụ nữ nên, đàn ông hư, đàn ông nên, hoặc cái tầng lớp lo làm nó ăn, cái tầng lớp không lo làm nó ăn, thì xã hội ở đâu bên Mỹ cũng vậy thôi. Thì gái đẹp thì do nó có nhan sắc mấy ông ham, mà mấy ông bỏ tiền thì mấy ông mua vui, thì đó là cái sự trao đổi hai chiều của mấy ông thôi. Chứ thật sự vua chúa ngày xưa thôi, mấy ông cũng mê gái, nói chi đàn ông bây giờ là chuyện bình thường. Mà không có gái thì mấy ông dùng vào cái việc gì? Nhiều lúc mấy ông thấy vợ mấy ông tét mà không kêu gái gì, mấy ông mỉa mai ở Việt Nam. Bộ bên Mỹ không có gái, sao mấy ông nói gì? Ông Hồng Phạm mới nói gái đẹp gì kìa. Chuyện xã hội thì muôn màu muôn vẻ, xã hội thì mênh mông bát ngát, có người này người kia, có người này người kia, có đủ thứ thành phần thì nó gộp lại mới gọi là cái xã hội chứ, chẳng chỗ nào cũng hoàn mỹ hết. Sao đây em nói với chị nhá, bây giờ nó nói là tự do này, rồi dân chủ nhân quyền này, bây giờ thử hỏi chúng nó có dân chủ nhân quyền không? Bây giờ cái người già người ta muốn về Việt Nam người ta sống để người ta hưởng thụ tuổi già ở quê hương, ở đất nước người ta, thì nó thấy người ta quay về với cộng sản, với quê hương là nó lại ghen tị, nó lại coi là kẻ thù, chị thấy không? Nó lại coi là kẻ thù, nó lại chụp mũ cho người ta là về để đi gái gú. Thế có phải là cái thứ chúng nó không bao giờ có được cái dân chủ nhân quyền nào cả, mà chỉ dân chủ ở trong cái não của chúng nó nghĩ thôi? Mình vừa rồi mình nghe được cái tin là ông Donald Trump ổng dùng tiền ông bịt miệng một người hai người gì đó để ông lên được tổng thống, thì đó là dân chủ hay sao? Rồi ổng bị bắt, cái thư ký của ổng với lại thằng luật sư riêng của ổng bị bắt rồi đó, rồi cái đó là dân chủ hay sao? Hồng Phạm trả lời giùm cho chị câu đó. Em chị thấy tóc em bạc hết rồi, tóc chị còn đen, nhưng mà chị kêu em bằng em luôn á, chị cha em nhỏ hơn chị, em trẻ ra. Em trả lời cho chị cái câu nói dân chủ gì bên đó mà tổng thống mà cũng mua chuộc bằng tiền, lý do là sao? Dân chủ là đáng lẽ minh bạch lắm chứ sao cũng dùng tiền, là sao em Hồng Phạm? Trả lời cho chị câu đó cho chị biết coi em. Hồng Phạm thực sự giờ con đi làm hết rồi. Rồi bắt đầu là còn có hai vợ chồng mà bà vợ ông bà rất là đàng hoàng. Nhưng mà ông này cà chớn bố láo ăn cắp, coi như là ăn nói không có suy nghĩ, rồi lên đây cứ chọc cho người ta chửi cho, chứ thực ra bà vợ bà ấy rất là đàng hoàng chứ không phải như thế này đâu. Mình nói lúc đầu nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái ông này ông trai mà ông lì, mà ông không còn cái sự, tức là bị xấu hổ, bị nhục nhã là gì, mà cứ vào đây nói những cái từ, nói vào diễn đàn nào cũng nói những cái danh từ không có văn hóa. Ổng về hai thứ tóc trên đầu, nhưng mà theo như người Việt Nam mình á, có một số người á thì hai thứ tóc trên đầu thì mình phải ngồi chỗ nào, mình nói chỗ cái gì ra, khi mình nói là mình phải nói cho đúng, nói cho đàng hoàng cho con nít nhỏ nó thế, để mình, đó là người Việt Nam mình như vậy. Nhưng ông nội này ổng đã lai căng rồi, có ông lai căng thì ổng không biết cái câu nói là đầu hai thứ tóc, muối thì nhiều mà tiêu thì ít gì đó, thì cái câu nói của Việt Nam mình mà mình nên nói những cái gì cho đúng, là nói gì là nói sự thật, mình ngồi đúng nơi đúng chỗ của mình đi đứng cũng phải đàng hoàng, thì con nít nó nể. Còn ông này thôi khỏi nói, ông này để nãy nói rồi, ông này chỉ đục não đổ cất vô, ông này phải đục cái não ông đổ cất vô ông mới hiểu được thôi. Nó thiệt như vậy. Không biết nhiều. Coi rất là nhiều diễn đàn mà ông vô, ông nói cho bị ta chửi, không có câu nào mà ông nói cho người một xuống vậy mà. Cái tiền xuống luôn. Anh xã nhà chị hả? Anh xã nhà chị. Đúng rồi, Việt Nam bây giờ quá sướng hay chứ. Bây giờ sống thanh bình, không biết bom rơi đạn nổ là gì. Ăn uống thì không dám ăn nhiều quá, dư chất quá. Nhà thì nhà nào cũng nhà xây, nhà cao cửa rộng hết, đúng không chị?
mình tưởng tượng ngày xưa mà bom nổ bành 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 bành, người ta bị lạc đạn chết rồi, những người chiến đấu mà chết mà chắc chồng xương rồi máu chảy thành sông là mình sợ lắm luôn á. Mình nghĩ lỡ mà giờ đất nước mình mà một cái quốc gia này nó vô nó đánh nó chiếm thì mình không biết mình con cháu mình học hành bỏ dở là một mà là cuộc sống của mình đảo lộn hết luôn, nhà cửa mình banh tay lông nhà lầu luôn, là mình khổ chết luôn á. Mình mất biết bao nhiêu lâu mình mới gầy dựng được, cho nên là mình sợ lắm. Bởi vì mình nên kêu gọi những cái lứa tuổi của mình với đời con đời cháu của mình dạy nó là phải biết bảo vệ hòa bình, tại không có gì mà xuống không hòa bình. Ví dụ cái chế độ của mình có những cái điều mà không có hoàn mỹ thì từ từ họ cũng nghe đóng góp của người khác, họ sẽ chấn chỉnh lại họ cho hoàn mỹ. Còn cách mình từng cấp xã phường quận huyện buộc phải có một hai người họ sai về vấn đề gì đó, họ không có thiếu sót gì vấn đề đó, thì từ từ sẽ có người lên tiếng, sẽ có người chỉnh đốn thôi. Cho nên là mình đừng bao giờ mình thấy vậy rồi mình lao lối lên, là mình theo cái thứ mà ăn không ngồi rồi rảnh háng rồi chĩa mỏ vô nó bậy bẹ rồi mất công quốc gia mình nó loạn hết rồi con cháu mình là người ảnh hưởng nhiều nhất. Bản thân mình dù có chết mình cũng đâu có nhắm mắt được, nó thiệt. Ví dụ như con cháu mình không chết, mình chết mình cũng nhắm mắt không được, mà mình thấy con mình còn sống mà con cháu mình nó chết mình cũng đâu có cam lòng. Cho nên là mình đừng bao giờ mình nghe lời cái lũ quỷ đó, nó là cái lũ quỷ. Tại vì mình phải nhớ là mình đánh nó tuột quần luôn, đưa cái đít lát đu luôn thì nó tức là chuyện bình thường. Nói ở đời mà ăn làm thắng làm vua, thua làm giặc, bây giờ nó thua nó làm giặc, không ăn là phát cho hôi á. Không ăn là phát cho nó ăn được nó phát cho hôi là chuyện bình thường, nhưng mà nó phát rồi ông cha ông nội nó cho mình đừng nghe lời nó, mình phát theo mà mình ở tù chứ cũng ai giúp được mình. Trong khi mình vô tù là con mình khổ, là chồng mình khổ, nhà cửa mình mất mát đau thương, dòng họ anh em mình lo cho mình mệt liên lụy biết bao nhiêu người. Mình phải như bản thân con chị có đứa học ở thành phố Hồ Chí Minh, nó là đạo công giáo, nó theo là nó đạo công giáo, nó theo đạo mà nó học giáo lý từ nhỏ luôn, nhưng bản thân nó rất sợ phản động luôn á. Nó mình lên mạng nó nói mẹ con lạy mẹ, mày đừng bao giờ mày theo phản động, như mẹ đừng bao giờ mày phản động, mày đừng bao giờ mày nói nha mẹ. Nó không, nó sợ lắm, nó là con giáo luôn nhưng mà nó sợ. Mà cái giáo xứ của nó là không bao giờ nhắc tới từ phản động, nó cũng bây giờ dám, nó sợ lắm luôn. Nó nói mẹ đừng nha mẹ, đừng. Nó lạy mẹ hoài, nó sợ mình phản động, nó cứ mình thấy mình livestream chung với mấy người yêu nước, nó cứ sợ mình lên phản động, nó mẹ mẹ con lạy mẹ nhưng con lạy. Nó là người công giáo luôn nha. Yeah. Học giáo lý từ nhỏ luôn, nó sợ. Đúng rồi, công giáo mà cái chỗ giáo xứ nào họ tốt đời đẹp đạo thì họ vẫn dạy cho con chiên của họ những cái đạo lý làm người, chứ còn chỉ có chỗ nào nó phản động thì nó mê tuyên truyền những cái chống phá nhà nước chị. Còn những người mà đạo mà họ tu mà theo như mình nghĩ nha, nếu mà đã đi tu rồi mà đã là Phật, mình đã là thầy chùa hay là che nhà thờ rồi á, thì mình chỉ biết là kinh thôi, kinh cỡ rồi giảng bài cho con chiên, Chúa thì giảng bài con chiên, rồi kinh Phật thì phải giảng đạo lý làm người, dạy kinh dạy Phật thôi, chứ đừng bao giờ mà mơ màng cái chuyện kia chuyện nọ, chuyện chính trị mà để cho những người không tu họ làm, những người đó họ làm là mình không có nể luôn. Ở mình, ở địa phương mình cũng có nhà thờ, mình là đạo Phật nha, nhưng mà mình những dịp Noel hay những ngày bên đạo họ làm một cái gì đó mình cũng lên mình tới mình chơi mình coi, tại vì họ đàng hoàng thì mình cũng đạo nào cũng là đạo thôi, đạo nào cũng dạy người nên thôi, chứ không ai đưa hướng dẫn người đi điều xấu. Nhưng ở mình thấy ra Thiên Chúa ở đây có nhiều nhà thờ cũng tốt lắm, thì mình là đạo Phật nhưng mình cũng lên mình chơi em thế. Nếu họ mà cà chớ mình cũng đúng rồi, mình cũng chẳng lên. Ở chỗ em thế, cứ đến ngày lễ Noel á chị là tụi em cũng đến rồi, tuy rằng lễ Noel nhưng mà công an họ cũng bảo vệ để cho cái ngày lễ của nhà thờ nó diễn ra tốt đẹp đấy chị. Đó. Tại vì mình thấy những người ở bên nước ngoài họ bây giờ họ cũng có ăn có để hơn mình luôn, mình cũng có ăn có để rồi nhưng mà họ còn có hơn mình luôn, tại vì bên đó nó sướng hơn mình mà buộc nó phải có hơn mình rồi. Thì bây giờ họ cuộc sống họ nhàn nhã, có những người đi làm mà quanh năm suốt tháng là từ sáng tới khuya thì không rảnh đâu. Còn những người mà lên mạng chửi Việt Nam mà là toàn là những người mà một là về hưu, hai là không có công ăn việc làm, ăn trợ cấp của Mỹ, họ rảnh họ nhàm chán. Ở bên Mỹ không phải như Việt Nam mình, Việt Nam mình đó là quý vị muốn ăn ra đường là có người bán quầy đường cho mình ăn, hoặc quán xé rồi ngồi hè quán nó mở dĩa hè rồi ngồi uống trà tâm sự đánh cờ rồi là chuyện bình thường, giải trí rất là dễ. Còn ở bên Mỹ không có thể nào mà đi xe lắm mới có tới ăn, tới chỗ ăn chỗ chơi, mà bên đó ăn chơi là tốn tiền kinh khủng, họ không dám ăn không chơi đâu. Việt Nam mình không có nhiều tiền đi ra ba bốn tắc đường thì có bánh trái mà rất là rẻ tiền mình ăn được, còn bên đó họ không dám chơi đâu, nên họ rú nhà đóng cửa lại trong nhà, hai vợ chồng ngủ nghỉ hoặc là một mình ngủ nghỉ, cái mò lên cái mạng chửi xin chửi sỏ về cho vui, họ chửi cho qua ngày đoạn tháng, cho tới cái ngày chết họ bước vô hồn, chứ thật sự bạn
bản thân những người mà chửi nhiều á, những người đó là không có công ăn việc làm nó thiệt, những người ăn trộm cắp, những người mà nhiều tiền không làm nữa thì cũng không có việc gì làm, nhiều tiền quá cũng không có việc gì làm, mà ăn thì cũng không dám ăn, tiếc không dám ăn, không dám chơi thì một chân bước vô quan tài để làm gì thôi, bây giờ chửi cho bên cộng đồng nó ta khen vậy thôi, chứ thật sự mình nghĩ người không có ý nghĩa, không có lý tưởng. Nếu mà họ ngon á, họ ngon á, nếu họ ngon, nếu như mình ngon, mình cố tâm mình về mình làm gì cho to lớn luôn đi, đúng không? Mình một là mình chết, hai là mình dựng lại nước. Còn họ ở bên đó mà chở mở chó gì suối người dân không thì mình cảm thấy mấy người đó toàn là những người bất tài vô dụng thôi, nói thật. Trong đây có ai ba quen nghe thì nghe, còn có tức học máu chết thì ráng chịu vậy thôi. Đó thì nghe thì sướng thôi, chứ còn đừng có xuyên tạc thì khổ thôi, xuyên tạc thì tức lắm. Thì cái thứ đó mà nó xuyên tạc nó sai rồi, thực tế nó hồi xưa nó đi thì ở nước mình còn khổ thiệt, nó thấy mình khổ thiệt, nó cứ trong đầu họ nghĩ bao nhiêu năm trời thì giờ họ vẫn còn khổ, thì họ cứ nói gì đó, giờ không biết đất nước mình nó thay đổi như thế nào, người dân đây nó thoải mái ra sao, cho nên họ nói cờ che nào hả, chứ còn mình dân đây mình trực tiếp mình sống ở quê mình biết ngày nay nó khác ngày xưa gấp biết bao nhiêu lần, gấp 10 lần luôn á. Cách đây mười mấy năm mình còn khổ, ở đây mình ít có điện, không có điện, nhưng mà sau mười mấy năm đây có mạng, có đủ thứ. Nên ra sau mà mấy năm mà ta phải coi màn hình phẳng, chứ mà TV 21 inch mà bự, họ không thèm coi. Xe phải chạy city ghe ăn, hồi xưa mười mấy năm về trước ăn thịt là xe xỉ, không có tiền ăn thịt. Đúng rồi. Bữa nay thịt không thèm ăn lắm, ăn nó ớn, bữa nay thịt ăn nó ớn. Quay về thịt mấy cơm còn không ăn, ăn rau mấy củ quả không? Cũng ăn, đúng rồi. Đúng rồi. Ăn bằng lựa, bên đây nó lựa đồ ngon hải sản rồi ăn, chứ còn thịt ăn nó ngán, không thèm ăn. Họ trong đầu họ có lúc nào nghĩ mình đói khổ lắm, nói thiệt luôn, đói khổ lắm. Rồi trên mình, ở mình là có cái sự mà tương thân tương ái, những người nghèo vô bệnh viện á, là bệnh hay kêu gọi đó mà ủng hộ, thì không phải họ nghèo đến mức độ mà không có tiền bạc đâu, tại những người đó nằm trong những cái số ít nó nghèo nhưng mà có quan có nhà cửa luôn, chứ mà là homeless như bên nước ngoài, nhưng mà số nó mắc vào con bệnh hiểm nghèo á, thì số tiền hơi bị lớn. Thôi bị lớn thì buộc mình tương thân ai lấy lành đùm lấy lách thì mình phải kêu gọi mình ủng hộ thôi, chứ đâu có phải là người nào nghèo đó nói mới vô bệnh viện kêu gào vậy đâu. Người ở Mỹ mà ở Mỹ mà homeless đâu có dám đi vào bệnh viện. Đúng rồi. Ở đây nghèo cỡ nào cũng vô bệnh viện nằm, có cơm ta cho ăn, tiền ta ủng hộ ta cho. Ví dụ vừa rồi á, mình có thằng em rể, nó vô bệnh viện nó khám cho con nó, có một bà già đó, bà vô bà khám cho cháu bà, rồi nó thấy tội, nó cũng lên mạng, nó kêu, nó ủng hộ người 150, cũng kiếm được 5-10 triệu đem về bà nuôi cháu hay gì. Thật sự bà nói nổi, bà có nhà, có cửa đàng hoàng. Nó nổi đói, thầy nay mai đói, mai khổ. Đất nước đang thanh bình phát triển như thế này chị nhỉ? Đất nước đang thanh bình phát triển như này nên là bà con phải chia sẻ để cho người dân trong nước đừng có nghe cái lũ ba que xỏ lá. Ngu, thứ đó nó ngu rồi mà nói gì mệt, nó vừa ngu mà nó vừa dốt mà nó vừa vừa nói chứ không biết đúng nói đúng hay sai. Hà My. Mình nói chứ không biết nói đúng hay nói. Hà My chào chị này, Hà My.